Anh Dục, thì bây giờ mình sẽ bài cho anh em cách xì nếp nha, để tôi tắt cái tâm kéo cho anh em thấy rõ. Nè, xì nếp nè, được mẹ. Cái tâm lúc nào cũng phải ở dưới màn hình nha anh em. Mình có mod cái tâm bên mà điều khiển ấy. Quẩy tâm ấy, vừa quẩy tâm vậy, vừa xì nếp luôn. Cái tâm mới rút nó không phải giữa màn hình mới. Rồi là mình bắn snap được. Đấy là em thấy không? Đấy, vậy tao mới. Tức là snap là sao? Chúng ta thấy cái đợt đó là cái tâm nó ở dưới màn hình này. Nào mình mất cái miếng này là nó ở dưới màn hình. Cái tâm nó sao ở dưới màn hình mình sẽ vuốt vậy. Thấy cái đợt giờ cái tâm ở dưới màn hình rồi chúng ta sẽ xin áp. Đây. Đấy. Thật sự mất không lồn. Bắn khá là dễ. Rất là mạnh, một viên rồi chết. Đấy, nó phải thế giới. Còn giờ di chuyển vừa bắn thì bắn tao đi boss. Giờ di chuyển vừa bắn này. Đây, di chuyển vừa bắn thì là cái tâm á. Đây là cái tâm nó sẽ giãn ra, anh em phải ngừng lại và bắn liền. Đấy. Đây là cái tâm nó sẽ giãn ra, ngừng lại và bắn một cái là di chuyển tiếp. Nó sẽ không bị lạc. Rồi giờ chúng ta sẽ vào thực hành.
Say just now.